Ok mọi người, hôm nay Mỹ làm cái bẫy chuột nha. Cái cách gắn cái bẫy chuột là mọi người. Mỹ đã gắn xong rồi nè. Trong này là cái tuần. Thì mình sẽ bấm mồi ở trong này nha. Thấy không mọi người? Cái chuột này mà không thích gắn vô nha. This is pure mọi người. Cái là cây thang à, mình gắn vô. Ok mọi người. Khi nào có chuột Mỹ review nha. Ok mọi người. Bây giờ Mỹ coi cái bẫy chuột có dính con nào nha. Không thấy mọi người. Toàn là kiến không à. Không có chuột rồi mọi người ơi. Sao mình ăn tối được. Chắc ăn thằng làng quá ha. Chắc bắt con thằng làng này ăn nè. Ăn thì ăn con thằng làng nè.